Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình đang mặc cái bộ đồ tuxedo nha mọi người ơi. Nào, à bên dưới có người hả? Ủa đậu xanh. Thanh niên nào đó vậy hả? Mình lại sợ bạn quá cơ. Thanh niên làm gì vậy hả? Bạn lại cứ làm mình sợ này. Ủa ơi. Thôi xong thằng bạn nó chạy lên công ạ. What the hell. Ui giời ơi thanh niên. Cái đậu xanh. Sát thủ ơi, chạy nhanh qua cứu tôi ông ạ. Đang bị thằng này nó sấy cho ML. Rồi giết nó. Giết nó không để cho nó sống. Hay quá ông ơi. May là sát thủ đến kịp thời. Không là có lẽ là mình đã die ở trong cái trận đấu này rồi nha mọi người. Ok, qua lượm sát thằng này đã nhỉ. Vừa giết xong nó thì bạn nó lại đến. Và bây giờ thì sẽ tranh thủ lượm xác cho nó nhanh. Và khẩu súng mình ưa thích hơn sẽ là khẩu súng tỉa liên MP40. Nên là mình vừa mới đổi từ MP5 sang MP40 để quẩy cho nó phê công ạ. Ok, vào trong nhà quấn máu cái đã nhỉ. Làm gì thì cũng phải từ từ nha các bạn ơi, thì chúng ta mới có thể sống ra được. Lúc nãy là mình bắn xong là mình không để ý, nên là bị thằng bạn nó hạ gục. Ây à. Hôm nay kiểu là Sỹ Kẹo chơi chán quá cơ. Ủa ơi. Sát thủ ơi, ông chơi gì mà gắt vậy. Thế là sát thủ lại có thêm được 2 kill nữa rồi. Đây, lượm túi cứu thương người đã nhỉ, ngon. Có giáp 2 này. Ở ngoài thì lại có thêm túi cứu thương, ok. Qua bên này xem là chúng ta sẽ có gì không nhỉ. Rồi, có tay súng 2 này, ngon. Sát thủ ơi, đây, mình đây. Bây giờ bạn thích đi con xe màu đen này, hay là bạn là đi con xe 2 chỗ rẻ tiền đấy. Đây, đi xe này cho nó xịn ông ạ. Nó vừa chạy nhanh mà kiểu là kẻ địch sẽ khó bắn hơn. Còn ông mà đi con xe 2 chỗ kia thì thôi xong. Kiểu là bị sấy lúc nào thì cũng không biết luôn. Đây lên thử trên này. Trên này không biết là có thanh niên nào không nhỉ. Ủa ơi, lại dính ngay cái vùng bom rơi. Chán quá cơ. Nên là chúng ta sẽ chạy vòng qua bên này một xíu. Đó. Thế ai chứ ông ơi. Hình như là ở trong nhà này có người thì phải này. Xuống xe, xuống xe. Ở ngoài trong nhà này thì lại không có người. Ok, mình sẽ đổi sang khẩu súng SK. Ngon. Và đây, mũ 2 này. Ok, quá ổn. Lên xe cái nhỉ, sát thủ ơi. Ok. Bây giờ thì tôi sẽ lái xe để tìm xem là ở trong cái khu vực cánh đồng này thì có thanh niên nào hay không. Đây, vòng lại. Chúng ta nên vòng lại. Khả năng cao là sẽ thấy người không ạ. Nhưng mà hiện tại là vẫn chưa có thấy ai luôn. Nên là team của tôi thì cũng hơi bị chán. Ôi, còn lại có 30 người chơi thôi hả. Mới chơi có xíu thôi mà. Vâng, những thanh niên tiếp tục được lên bảng điểm số. Và còn lại 28 thanh niên nữa. Thật sự là ở trên cái bản đồ đảo thiên đường này thì nó chỉ có mỗi cái hiệu ứng tuyết rơi thôi, chứ còn là sẽ không có cái sự thay đổi gì cả nha mọi người. Nào, let's go. Ngoài này còn ai nữa hay không? Chưa thấy ai luôn, khá là vắng. Ok, 26 thanh niên nữa. Chưa thấy ai mà các bạn ấy lại kiểu là cứ rủ nhau lên bảng điểm số liên tục. Cái đậu xanh. Sát thủ ơi, ông thử để ý xung quanh xem. Mà kiểu là đảo thiên đường này nó cũng khá là rộng so với đảo quân sự. Và hầu như là có những cái khoảng trống vô cùng là nhiều. Nên là chạy mãi vẫn chưa thấy người đâu luôn. Đây, chúng ta sẽ quay lại cái khu thị trấn. Có lẽ là sẽ tìm thấy được nhiều thanh niên hơn. Hello, thị trấn này còn ai hay không? Cái đậu xanh chạy thẳng vào UAV luôn. Nhưng mà nó quét qua cũng chẳng có thấy ai. What the hell. Kiểu hôm nay kiếm người khó thế nhỉ. Mình vẫn đang cố gắng kiểu chạy đi tìm nhưng không thấy. À đây, bên tay phải ông ơi. Rồi, thấy nó chưa? Nó dựng tấm băng này. Cái đậu xanh. Dựng tấm băng hả? Ok, nốc rồi nhé. Mình lại sợ bắn quá cơ. Nãy giờ thì mình mới có được cái kill thứ 2. Cơ bản là anh em cũng thấy rồi. Chạy xe rất là tích cực để đi săn người, nhưng không thể săn được một thanh niên nào cả. What the hell, chán thật. Đấy, nên là chúng ta sẽ chạy qua để lượm xác cái đã. Ok, mũ 3 này, băng đạn nữa ngon. Rồi vứt cái băng đạn đi vào 2 đi, tại vì là bây giờ thì mình cũng không có cần nữa. Đây, tiếp tục chạy xuống để lấy xe. Mình thì mình rất là thích đi xe để đi săn người. À đây, team nào chạy xe nữa vậy hả? Ôi, chạy xe hả? Thanh niên thích chạy xe không hả? Các bạn định làm gì vậy? Xong luôn. Đây, mình bắn nó chết rồi. Chẳng qua là cái xác thì nó còn để lại vài giây, nên là mình mới tưởng là chỉ bị nốc thôi. Rồi, chạy qua lượm xác này. Phóng lựu chỉ còn có đúng một quả nên là sẽ thôi. Mình sẽ chơi cái khẩu súng MP40. Phóng lựu nếu mà mình lượm thì ít nhất là cũng phải có 2 viên đạn thì mình mới chơi. Còn không thì 1 viên đạn, công nhận là bắn không bỏ thật công ạ. Đây, sát thủ ơi, nhanh lên xe hộ cái. Chúng ta sẽ tiếp tục đi săn người thôi ông ơi. Ơ kìa, ông thích đi con xe đó hả? Thôi, đi xe này cho nó nhanh. Với lại kiểu như là đâm người cho nó phê. Chứ còn là xe quân đội 4 chỗ nó lại sấy cho SML thì thôi. Rồi bên tay phải có thính nha. Ok, chúng ta sẽ qua luôn. Qua luôn để xem là thính này thì có những cái trang bị gì ngon đây. Đó, chúng ta sẽ rẽ trái một chút này. Rồi, sắp đến chỗ thính rồi. Ôi, cái đậu xanh. Không phải là thính mà là Monster Truck không ạ? Thôi, Monster Truck thì thôi, mình lại không có chơi Monster Truck, mà mình sẽ lái con xe này để chạy cho nó nhanh. Vâng, như vậy là chỉ còn lại 15 thanh niên nữa thôi. Còn lại 1/3 số người ở trong cái trận đấu này. Đây, ngoài này hướng E cũng có thính luôn. Chạy qua lượng sao phải ngại. Đó, ở ngay chỗ này luôn. Ôi, mày như là có người hả? Thanh niên nào cứ vậy? Lên xe hả? Thích lên xe để chạy hả? Mặc dù là bạn ấy đã cố gắng lên xe để chạy nhưng mà cũng không thành công luôn. Ba này ngon. Và có M249 nữa. Ok, mình sẽ dùng cái khẩu súng M249 và SK. Thật sự là hiện tại trong phiên bản OB12, M249 nó đã được tăng cái lượng sát thương sấy vào xe và sấy vào tờ măng lên thêm 50%. Nên là chơi M249 sấy rất là phê luôn nha mọi người. Đây sát thủ ơi, đi xe này chạy cho nó nhanh không ạ? Ai lại đi cái con xe quân đội 4 chỗ đấy? Chúng nó sấy cho chỉ có cách là SML và DAI thôi. Ủa, công nhận là trên này nhiều hòm xác thật ông nhỉ. Thôi kệ. Ơ kìa sát thủ ơi, làm gì vậy? Bị bay hả? Sát thủ ơi. À đây, chỗ này có người này. What the hell, đang sấy phê sát thủ làm 1 viên đạn. Thế là xong. Đáng lẽ là mạng đấy thì tôi phải ăn được không ạ? Nhưng mà thằng sát thủ thì nó lại hớt tay trên mất nên là hơi bị buồn. Bạn ơi, tại sao bạn lại hớt tay trên của mình như vậy? Ôi, chỗ này công nhận là nhiều hòm xác kinh khủng công ạ. Rồi, nòng súng 3. Và để coi nào, chúng ta sẽ lượm thêm ống ngắm cho Sky nhỉ. Ok, Sky thì mình sẽ chơi ống ngắm nhiệt. Rồi, quá ngon luôn. Tường băng thì hiện tại mình có 5 tường băng. Tường băng nó là một cái trang bị rất là hiệu quả trong những cái vòng bọc cuối nha mọi người. Rồi, lên xe. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục đi săn người thôi nhỉ. Hôm nay cố gắng chơi để lấy một cái trận top 1 nào. Let's go. Hay là lượn lờ quay trở lại một cái chỗ mà có cái hướng sáng của thính nhỉ. Biết đâu thì chúng ta lại có thể kiếm thêm được người. Ủa, sát thủ ơi là sát thủ. Không hiểu sao hôm nay trận này sát thủ bị bay hơi bị nhiều. Đây, vậy thì mình sẽ chạy lên trên cái thính này trước vậy. Thính này là thính mới nha. Ok, có được một cái giáp 3 mới này. Giáp 3 kia của mình kiểu là nó bị nát rồi, nên là có giáp 3 mới thì chơi sẽ phê hơn. Rồi, let's go. Chạy lên trên cái đường này luôn nhỉ. Tôi nghĩ là chạy lên được. Thôi xong, thôi xong. Thôi xong rồi công ơi. Như vậy là xe của mình đã bị mắc kẹt. Cái đậu xanh. Hình như là xe của sát thủ cũng bị mắc kẹt luôn rồi. What the hell, chơi kiểu gì mà ngáo vậy ông? Đây, bây giờ dựng tấm băng để giải cứu 2 chiếc xe này. Đó, ok. Phá vỡ tấm băng ông ơi. Phá vỡ tấm băng là chúng ta sẽ gỡ được xe. Rồi, ok, ngon. Đấy, chỉ đơn giản là như vậy thôi thì anh em có thể gỡ xe dễ dàng. Mà sát thủ ơi, đi chung xe với tôi đi ông ơi. Xe đấy hình như là nát lắm rồi phải không? Ủa ơi, vẫn đi riêng hả? Ok. Thích đi riêng thì chúng ta mỗi người một xe, sao phải ngại. Đây, còn lại 11 thằng nữa thôi. Chạy xuống thế này con nào. Hello, dưới này có ai hay không? Chưa thấy ai. Ui, lại còn dính ngay cái vùng đen gờ nữa. Chạy, chạy nhanh còn kịp. Chạy nhanh thôi các ông ơi. Ok, mình sẽ chạy qua phía bên này. Phía bên này có thính mới này. Ra ngoài bo để lượm thính luôn. Chơi lề luôn, không phải ngại gì cả. Đó, ok. Nhảy xuống lượm thính. Đây, có phóng lựu M79 này, ngon. Tiếp tục lên xe và quẩy thôi. Rồi, vừa lên xe vừa chạy vừa bơm máu luôn. Cơ bản là vì mình ép được những cái tính năng vô cùng là gắt, nên là mình thì lại không sợ bo lắm anh em ạ. Bình thường là bo này cũng khá là đau mà. Ôi sát thủ ơi, cần sự trợ giúp hả? Ok, tôi sẽ chạy qua ngay, yên tâm. Quay lại xử luôn cho nó sao phải ngại. Đây, tôi đang đến rồi ông ạ. Quay đầu xe lại xử luôn. Sát thủ định chạy xe qua đây để cầu cứu tôi không ạ? Hai đứa hả? Ok, đâm luôn. Chúng nó đâu ông ơi? Quay lại đâm luôn chúng nó sao phải ngại. Thôi xong. Và đây thanh niên tiếp theo thì cũng bị đâm luôn. Ui giời ơi, tưởng hai bạn này gắt quá cơ, thì ra là bị team mình chạy qua và đâm luôn. Ok, bây giờ nói chung là mình cũng đã đầy đủ khá là nhiều những trang bị ngon rồi. Hầu như là sẽ không cần lượm thêm trang bị nữa. Phóng lựu mình đang có 3 quả. Ê sát thủ ơi, lên xe ông ơi. Lên xe để chiến thôi nào ông. What the hell, đứng đó làm gì vậy? Vậy như vậy là sát thủ quyết định là không đi xe nữa. Còn tôi thì vẫn đi xe cho nó ngầu. Đi xe cho nó chất chân người rơi. Vì là bình thường mình rất là thích đi xe luôn, thật sự. Đây, còn lại 8 người chơi nữa. Tôi nghi là ở trong cái khu nhà bên dưới chúng ta đây thì có người. Vâng, còn 6 người nữa hả? Ok, ok. Rất là nghi là ở trong khu nhà này có người không ạ? Ôi, đứa nào kia vậy? Uầy, chính xác luôn. Chính xác là có người luôn. Ê, tôi lại bắn ngáo rồi. Tôi lại bắn ngáo rồi không ạ? Phải bắn qua cái lỗ cửa kia cơ mà. Đây, mình sẽ cầm phóng lựu chạy lên để chơi luôn. Ôi, ngồi góc nhà hả? Vào đây. Tưởng núp ghế mà ngon hả? Đúng rồi, sát thủ cứu tôi. Chúng nó chết hết rồi ông ạ. Ê ông ơi, chúng nó chết hết rồi nên là cứu tôi cái đã ông ơi. Ok, ngon. Có một đứa kiểu là núp sau ghế, làm tôi sợ quá nhỉ. Tôi cho ngay một quả phóng lựu thế là đai luôn. Tưởng núp sau ghế mà ngon hả? Ok, ok. Đây, còn lại 2 người chơi nữa. Như vậy là chúng ta sẽ phải trận đấu với một team nữa ông ạ. Đây, chờ tí lượm thêm cái khẩu súng tiểu lên cái đã nào. Làm gì mà căng vậy? Sao bạn ấy thì có nòng giọt thanh nhưng mà mình thì lại không có thích dùng anh em ơi. Vì là mình đang dùng M249. Nếu mà muốn dùng giảm thanh thì lại phải vứt khẩu súng M249 đi. Hoặc là vứt cái khẩu súng tiểu liên MP40 đi thì nó lại hơi bị chán. Đúng rồi, phi xe thẳng lên. Phi xe thẳng lên để chơi luôn. Không phải ngại gì cả ông ạ. What the hell? Ông chạy xe dốc kiểu này thì chạy sao nổi. Cái đậu xanh sát thủ chạy xe ngu vậy. Bây giờ là chạy lên đây là khỏi lên được xe nữa. Mất đà rồi hả? Đi bộ. Đi bộ cho nó nhanh ông ạ. Nào. Tôi nghĩ là chúng nó chỉ ở trong mấy căn nhà ở trên này thôi. Đây, căn nhà này có không nhỉ? Ôi, cái đậu xanh góc nào vậy hả? What the hell, sấy gì mà ghê vậy? Nó sấy tôi bằng pha mát ông ơi. Sát thủ ơi, cố lên. Cố lên, tôi đang bị gục ở phía dưới rồi. Ôi, và đây sẽ là một pha cân hai của sát thủ. Liệu rằng có thành công hay không nhỉ? Thôi xong, có lẽ là không nên hy vọng nhiều các bạn ạ. Vì là tôi thấy là sát thủ chơi hơi bị ngáo tí. Ok, xong luôn. Chết cả hai đứa. Ây à, cơ bản là mấy bạn ấy kiểu là bắn căng quá nên là đến đoạn kia tôi chả biết chơi như nào nữa. Vâng, và mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo nha.